Tình hình căng đấy. Có nhiều chuyện phải thu xếp mà thời gian lại gấp. Nếu chỉ nói chuyện, sao anh không gọi điện cho nhanh? Mày thì biết cái gì? Anh hai phải gặp trực tiếp tao, đưa tận tay bản kế hoạch và sơ đồ trại giam. Chắc phải gặp con Linh để lấy thêm tiền mới được. Anh ơi. Có đuôi. Góc nào? 4 giờ. Một thằng à? Hình như thế. Không phải cớm đâu, dụ vào ngõ. Thằng này là người của Hoàng Đạo. Sợ sao anh ơi? Tao có ý này. Thằng ngu, sao không bảo vệ hả? Dạ, lúc đó em định lập công cho đại ca thôi ạ. Tao đã dặn gì? Dạ, lúc đó em định thông báo nhưng... Đại ca tha cho em. Đây. Đại ca tha cho em. Đại ca tha cho em. Đại ca tha cho em biết lỗi rồi. Em xin đại ca. Sướng không anh? Mạnh tay lên một tí. Em bó phê thế còn mày gì. Mày cứ chăm sóc tốt. Ra trại tao cho mày theo tao. Vâng. Anh về gặp mấy con đàn em của em, nhất là con Yến ý. Con đấy nó chiều cho anh thì thôi rồi, anh không phải thế nghĩ à? Luôn. Mày có bộ phét quá phê không phê đấy? Luôn. Mày cứ để dành cho tao. Con đấy khách của em khen lắm. Thế à? Vâng. Thế còn con Leng Keng thì sao? Con Leng Keng á, mấy lần em kể với đại ca rồi còn gì nữa. Còn Leng Keng tuyệt lắm. Anh hãy thôi làm trò và chơi bài ngửa với nhau đi. Nếu vậy thì anh có quân bài ngửa nào cho tôi không? Gia đình. Các anh đều biết rằng vợ con tôi đều đang ở nước ngoài cả. Thế thì việc gì tôi phải lo nữa? Anh có thực sự an tâm rằng tất cả mọi người trong gia đình anh được an toàn? Ý anh là gì? Tôi sẽ đảm bảo gia đình anh được an toàn. Toàn bộ gia đình. Anh cho tôi suy nghĩ một ngày. Được. Tôi sẽ gặp lại anh vào ngày mai. Đấy, cái nghề của em nó là như thế đấy. Đại ca tưởng á, này, nhiều lúc nhá, đưa đi, xong bị giả về, nhục không biết để đâu cho hết. Mà khách nó không thanh toán tiền cho đại ca. Eo ơi, em thật mà nhiều lúc hàng đưa lên xấu ơi là xấu, không thể nào.
Thế à? Mày cứ đấm tiếp đi. Những nét vẽ hôm nào mờ dần theo lãng quên ngày tháng, chỉ còn lại với khoảng trống trắng đen xuôi tan trong dòng đời, cùng toàn tình giấu sau vòng tay và mang phút tham vọng rồi gian thay đổi chính mình. Rồi cơn mưa chợt đến ngoài kia cuốn trôi những màu sắc lầm lỗi như cỏ khuất sau màn đêm đen, để nước mắt buồn vui đừng rơi chìm vào những ngày tháng đắng cay, lòng người vẫn đang rời sóng chơi vơi. Vượt qua những dòng tố cuộc đời, những trái ngang luôn trong nỗi đau và cầm bấy tôi lối đời chờ như bước tranh đôi thay trắng đen. Màn đêm âm thầm